Đây là quang cảnh đường Nguyễn Huệ, trung tâm quận 1, trước giờ giới nghiêm. Bà con nói là đúng 0 giờ ngày mùng 1 tháng 4, tức là đêm nay này. Tôi đang ở trên đường Nguyễn Huệ của chiều ngày 31 tháng 3. Thì nghe giang hồ đồn thổi là tối hôm nay. Thì chút nữa tôi sẽ bàn với bạn về cái việc mà đó là lệnh giới nghiêm hay là chỉ là một cái hướng dẫn, hay là một cái lệnh nào đó. Thì chúng ta sẽ bàn thêm, nhưng mà ý nói là chúng ta đang ở trên cái đường Nguyễn Huệ. Thì mọi người nói rằng là bây giờ không ai đổ ra đường. Thì hiện nay các bạn có thể nhìn thấy cái quang cảnh ở đường Nguyễn Huệ quận 1, thì chỉ có xe hơi là nhiều, xe máy thì lác đác có vài xe thôi. Điều đó nói là một điều rằng cái thông tư vừa rồi của chính phủ về việc hạn chế ra đường rất là hiệu quả. Chỉ những cái người mà đang có việc thì mới ra, hoặc là họ đi xe riêng cá nhân, phương tiện xe hơi, hoặc là có cái gì đó giao hàng này kia với ra thôi. Còn chắc chắn một điều là không có việc là chắc chắn họ không có ra đường. Rất tốt, chúng ta đang chấp hành cái luật lệ rất là tốt. Tôi muốn quay quang cảnh đường này, một số đường ở trung tâm quận 1 cho các bạn nhìn thấy và hình dung. Và chút nữa chúng ta sẽ bàn về cái việc mà đợt này mà nếu mà chúng ta xảy ra cái lệnh giới nghiêm cấm 15 ngày á, thì chúng ta sẽ bị gì? Chúng ta sẽ bị gì? Mà chúng ta sẽ bị chết đói hay là chết vì cái gì? Thì chút nữa chúng ta sẽ bàn nhé. Còn bây giờ tôi sẽ tập trung cho anh chị coi về cái quang cảnh ở đường Nguyễn Huệ quận 1. Thực ra thì nó cũng điều hưu vắng vẻ lắm, chỉ có vài chiếc xe hơi giống như tôi đang chạy để mà đi trên đường này mà thôi. Còn lại xe máy rất là ít, đa số là GoViet và Grab. Đó. Thì các bạn thấy là đường xá rất là yên bình, chưa bao giờ Sài Gòn mà nó cảm giác một cái sự yên bình lạ đến như vậy. Thực sự như vậy, anh chị thấy là cái đường xá khá là vắng vẻ và ít người đi lại. Rồi, đây là quang cảnh của toàn bộ cái khu quận 1, tôi đi một vòng cho bạn xem. Đây, một vòng đường xá của đường Nguyễn Huệ thực sự rất đẹp. Chỉ có cô lao công quét rác và nói chung khá là đẹp. Chỉ có taxi đậu, chỉ có taxi thôi, tôi thấy taxi và xe riêng cá nhân. Còn lại xe máy chạy ngoài đường đa số là người giao hàng thôi. Chứ còn đa số bây giờ các bạn thấy là các khu vực quận nhất thì các công ty cho nghỉ làm việc online rồi. Giao hàng cũng không cho bán tại chỗ, chỉ cho ship tại đi về nhà. Các phương tiện hầu như công cộng là đóng, các xe liên tỉnh là đóng, tất tần tật tất cả những thứ mà tập trung đông người cũng đóng. Đó. Cho nên là các bạn thấy cái quang cảnh đường xá chiều rất là đẹp. Đó, đi một vòng Nguyễn Huệ cho bạn xem. Tôi sẽ đi vài cái cung đường, sau đó cho bạn xem hết toàn bộ cái khu quận 1 trung tâm hoành tráng somewhat thì xem như thế nào. Và tối ngày nay và ngày mai chính là lệnh giới nghiêm, thì có nghiêm như thế nào hay không, thì có, nếu có dịp thì tôi sẽ quay cho các anh chị xem. Vâng, xin chào các bạn, tôi là Thông đây. Tôi đang trong xe và ở trong khu đô thị bên quận 2 Sala. Thì ngày mai chính thức là chúng ta sẽ có cái lệnh là giới nghiêm toàn quốc. Thì để báo với các bạn biết thì cái lệnh này nó như thế nào, nó ảnh hưởng cuộc sống chúng ta ra sao. Thì câu trả lời là lệnh giới nghiêm thì thực ra đây là một cái được đưa ra bàn thảo thôi các bạn ạ, chứ chưa có luật chính thức, tức là chưa có văn bản chính thức, chưa có một cái quyết định hay thông tư chính thức. Tức là nếu như mà quyết định á, thì chúng ta sẽ về thời kỳ đồ đá hoặc chiến tranh. Bởi vì sao? Bởi vì cấm các bạn ra ngoài đường, mọi vấn đề khác là tự cung tự cấp, và chỉ có lực lượng chức năng thôi, người ta làm cái việc đó là đưa thực phẩm cho các bạn thôi. Bởi vì trong thời kỳ chiến tranh cũng đã từng có cái xảy ra cái lệnh phong tỏa, lệnh giới nghiêm, lệnh gọi là cấm dịch chuyển toàn quốc luôn các bạn ạ. Nhưng mà câu trả lời là để hiểu đúng, để các bạn hiểu đúng và hành xử đúng cho nó ngày mai chính xác mùng 1 tháng 4, thì câu trả lời là vẫn chưa có một cái quyết định nào, thông tư quyết định chính xác nào, mà chỉ ở dạng gọi là
một cái điều chỉnh, một cái quyết định điều chỉnh rồi, tức là khuyến nghị, một cái khuyến nghị là đúng hơn. Bởi vì như vậy bạn sẽ hạn chế ra đường, tức là không cần thiết thì không ra đường, mà chỉ ra đường ở phòng trường hợp là đi mua thuốc hoặc là thực phẩm ăn uống thôi. Còn lại nếu như các bạn không cần thiết phải ra đường thì không có nên chạy phương tiện công cộng hoặc là những cái nơi tập trung đông người, bạn ở nhà sẽ tốt hơn. Bởi vì sao đó, như vậy thì tránh cái việc lây lan của dịch bệnh COVID-19. Và nếu như các bạn thực hiện đúng điều này thì chúng ta sẽ cản được cái việc đó là tăng cái số lượng ca mắc bệnh lên ở Việt Nam mùng 1 tháng 4 mà lên tới gọi là 1.000 người. Bởi vì khi 1.000 người thì nó tăng lên 2.000 người và 10.000 người rất là nhanh. Cho nên là chúng ta đang góp phần cho cái việc đó là hạn chế cái sự lây lan của dịch bệnh. Đó là cái điều mà tôi muốn nói các bạn. Nhưng bạn yên tâm là đây không phải là lệnh giới nghiêm bắt buộc các bạn ở trong nhà 100%. Giống như thời kỳ chiến tranh mà bạn vẫn có thể ra đường nếu như bạn đi mua nhu yếu phẩm hoặc là về nhu cầu về thực phẩm nhé, và thuốc men. Đó là cái điều. Vậy thì cái sự ảnh hưởng của nó như thế nào đến cuộc sống chúng ta? Thì cái đối tượng ảnh hưởng đầu tiên đó là những người mà bán hàng rong, bán vé số, lang thang cơ nhỡ. Thì ảnh hưởng đầu tiên bởi vì sẽ không có tập trung đông người và họ không thể bán được hàng, và họ sẽ có thể là sẽ gặp khó khăn. Thì các bạn biết ở Ấn Độ những người nghèo khổ và những công nhân tầng lớp thấp thì họ đã phải đi bộ 300-500 cây số để đi về nhà, và có người đã chết trên dọc đường rồi. Điều đó nói một điều rằng cái bệnh này rất là nguy hiểm. Và ở Ấn Độ có 1,4 tỷ dân, và ở New Delhi hoặc là Mumbai, những cái thành phố lớn ở Ấn Độ, thì họ cũng làm lệnh giới nghiêm giống Việt Nam như này, và họ cấm di chuyển từ thành phố này qua thành phố khác. Giống như Thủ tướng Phúc có nói là tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó. Thì các bạn thấy đó là Ấn Độ đã chết rất nhiều người trong quá trình dịch chuyển về thành phố, từ thành phố về vùng nông thôn rồi. Cho nên là trong thời điểm này bạn cố gắng trụ lại ở cái nơi mà bạn ở khoảng 1 đến 2 tuần nữa để coi tình hình diễn biến của dịch bệnh như thế nào, thì bạn sẽ có quyết định là như thế nào. Chứ còn nếu bây giờ bạn càng đi di chuyển lây lan, lỡ như chuyến xe của bạn, lỡ như cái khu vực, cái người đi về cùng với bạn mà bị dịch bệnh, bạn sẽ mang về bệnh tật cho cả cái gia đình của bạn đó, cho cả cái khu vực làng xóm của bạn, cái làng của bạn. Cho nên rất là nguy hiểm. Đối tượng thứ hai mà bị ảnh hưởng đó là những cái người gọi là gì ạ, những cái người mà kinh doanh cửa hàng, thì chắc chắn là ảnh hưởng rất sâu và nặng. Bởi vì sao ạ? Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì những cái người mà cửa hàng đấy bây giờ là chắc chắn là một điều là chính phủ không khuyến khích các bạn bán hàng rồi. Bởi vì những cái cửa hàng mà liên quan đến tụ tập đông người mà này kia, thì trừ khi là tiệm thuốc hoặc cửa hàng thuận tiện thôi, convenience shop thôi thì mới được. Còn lại là hầu như là các dịch vụ khác không cần thiết. Bởi vì trong dịch bệnh thì chỉ có nhu yếu phẩm là cần thiết thôi, thuốc men thôi. Chứ còn những dịch vụ liên quan đến khác là hầu như là không có hỗ trợ kinh doanh buôn bán. Và bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nặng của việc là nếu như chủ nhà không có hỗ trợ giảm mặt bằng, cho đến là tất cả những cái việc về chủ nhà mà không hỗ trợ bạn gì, thì chắc chắn bạn sẽ có thể là gặp khó khăn trong đợt này. Đối tượng thứ ba bị ảnh hưởng đó là những người mà mua nhà trả góp. Thì đợt này nếu như bạn không có trả đúng cho ngân hàng thì bạn sẽ bị hạn mức tín nhiệm. Và cái việc ngân hàng nào mà công bố cái việc là hạ mức lãi suất hoặc là giãn nợ, hoặc là nếu như có đóng chậm hoặc không đóng mà vẫn không bị hạ điểm tín dụng thì chưa có công bố cái nào cả, chưa có một thông tư nào. Bởi vì cũng khó khăn cho ngân hàng là họ phải quyết định là nếu như họ không có, họ giãn nợ cho bạn thì ai sẽ giãn nợ cho họ. Bởi vì họ nợ ai ạ? Họ nợ những người gửi tiết kiệm. Bây giờ họ gửi tiết kiệm, họ thu về họ, và mỗi năm họ trả cho người gửi đó là 7-8%, mà họ cho bạn vay là 10-11%. Vậy thì cái khoản chênh lệch đó để họ trang trải chi phí vận hành. Mà nếu như bây giờ không có thông tư của chính phủ về việc là người gửi tiết kiệm không phải là giãn, không có lấy tiền của ngân hàng, thì chắc chắn ngân hàng sẽ hỗ trợ các bạn một ít nào đó để bạn có thể vượt qua được cái khó khăn này. Đó là đối tượng mua nhà trả góp, đối tượng đầu tư về bất động sản. Đối tượng ảnh hưởng tiếp theo đó là những cái công ty mà hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Bởi vì sao? Bởi vì xuất nhập khẩu mà các bạn thấy đó là không còn có các phương tiện hiện nay như máy bay là rất hạn chế. Bạn biết rằng Hồ Chí Minh, Hà Nội, những tỉnh thành lớn chỉ có một ngày một chuyến thôi, nhưng mà những cái chuyến đó là những cửa chở nhu yếu phẩm hoặc là dược phẩm. Chứ còn bây giờ mọi cái vấn đề ship hàng từ nước ngoài về Việt Nam là ngưng trệ toàn bộ. Các bạn biết là ngưng trệ toàn bộ, không có thể ship hàng về được tại Việt Nam lúc này, cũng như là hàng gửi từ Việt Nam đi rất là khó khăn. Đó là đối tượng là kinh doanh trong lĩnh vực về xuất nhập khẩu. Đó là những cái đối tượng ảnh hưởng rất nặng nề trong đợt này. Đối tượng bị ảnh hưởng rất nặng nữa đó là cái tầng lớp mà bị sa thải, mất việc làm á.
Bởi vì sao? Bởi vì chắc chắn bây giờ là các bạn thấy đó là công ty cắt giảm nhân sự, và những cái đối tượng nhân sự mà bị cắt giảm là những người mà không có thái độ làm việc tốt hoặc không hiệu quả thì sẽ bị cắt. Vậy như vậy thì nghĩa là sao? Có nghĩa là họ sẽ bị thất nghiệp. Và nếu họ trụ lại thành phố thì họ sẽ phải trang trải chi phí về thuê và ăn uống. Mà nếu họ di chuyển về thì bây giờ phương tiện rất là khó khăn để về. Thì họ đang ở trong cái tình trạng là tiến thoái lưỡng nan và rất là khó khăn đó, cực kỳ khó khăn. Rồi, và trong cái thêm một cái người đối tượng nữa bị ảnh hưởng rất nặng nề đợt này, đó là những cái hình thức kinh doanh về chợ búa, tức là những cái cửa hàng chợ truyền thống á, là ảnh hưởng rất nặng. Bởi vì sao ạ? Người ta bây giờ hạn chế ra ngoài tụ tập chợ mua bán rồi, cho nên là chợ rất là khó khăn. Nói chung trong đợt này á, thì thành phần 90% những thành phần kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, và đa số tập trung vào những người nghèo khổ, những người tầng lớp bình dân, những người phụ thuộc vào công ăn việc làm, những người trợ cấp vào chính phủ. Thế thì giải pháp của chính phủ và giải pháp của chính bản thân chúng ta như thế nào? Thì chính phủ đã hành động rất quyết liệt. Chính phủ đã hành động rất quyết liệt để đưa ra một vài cái giải pháp. Chúng ta đó là ở thành phố Hồ Chí Minh thì có nghe cái quyết định là trợ cấp cho những người mà không được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp mới đóng hoặc là những cái người mà đang làm việc trong công tác trong lĩnh vực giáo dục mà không phải là hưởng gọi là biên chế các bạn, thì được hưởng, nghe nói là được trợ cấp 1 triệu đến 1 triệu rưỡi á. Thì điều đó có đúng hay không thì chờ vài ngày tới sẽ có quyết định chính thức, thì cái giải pháp để cho họ có đủ cái tiền ăn trong cái thời gian dịch bệnh này đó. Một số giải pháp của chính phủ đó là làm lệnh giới nghiêm và cho cái gì ạ? Hạn chế việc đi lại, đó là cái quyết định về mặt chính sách. Còn quyết định về mặt về tài chính thì tôi chưa thấy một cái số tiền nào cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp đợt này, như là cho vay không lấy lãi hoặc là cho vay trả lương hoặc là những vấn đề về gì ạ? Hỗ trợ cho cái người mất việc. Ở Mỹ thì các bạn thấy là được chính phủ Donald Trump đã có hai cái lưỡng đảng là đảng thượng gì ạ, Cộng hòa và đảng Dân chủ đã quyết định là 2.000 tỷ đô được hỗ trợ đợt này. Toàn bộ châu Âu cũng hỗ trợ đến tận là toàn thế giới này khoảng 5 đến 7.000 tỷ để hỗ trợ trong đợt dịch bệnh này. Riêng Việt Nam thì tôi chưa thấy một kế hoạch nào rõ ràng về mặt tài chính. Thuế thì việc giãn thuế thế nào cũng chưa có công văn hướng dẫn chi tiết. Việc đóng thuế thu nhập cá nhân cũng chưa thấy một cái văn bản chính thức rõ ràng. Tức là về mặt về chống dịch thì có quyết liệt, nhưng mà về mặt chính sách về tài chính và tài khoá thì chưa có cái chính sách rõ ràng nào về việc ngân hàng giảm lãi cho đến là cho vay lãi suất liên ngân hàng hay lãi suất qua đêm. Tôi chưa thấy một cái quyết định nào rõ ràng về mặt như thế này cả. Thì đó là cái điều tôi bàn cho các anh chị. Thế thì trong cái tình cảnh bối cảnh chung thế này thì lời khuyên của tôi dành cho các chủ doanh nghiệp, những các bạn đang theo dõi cái kênh của tôi á, kênh Truyền Hình Thông ở trên YouTube và Facebook á, thì báo với các bạn biết đó, trong tình cảnh hiện nay thì bạn phải có vài giải pháp sau đây. Một, giữ trữ tiền mặt nhiều nhất có thể để có thể chống chọi dịch bệnh này, bởi bạn không biết rằng là khi nào dịch bệnh sẽ qua đi. Cầm một số tiền mặt trong người, trong túi sẽ làm cho bạn yên tâm an toàn hơn. Đó là cái điều, cái giải pháp đầu tiên. Giải pháp thứ hai, nếu như công việc ăn việc làm mà mất thì bạn có thể chuyển hướng qua làm việc online, tìm việc ở trên những kênh trực tuyến online. Ví dụ nếu bạn làm việc freelancer thì hãy lên như Fiverr hoặc là Freelancer Việt, freelancer.com để tìm những cái job trên đó để làm thêm, kiếm thêm tiền để gia tăng cái việc làm cho chính chúng ta và gia đình của chúng ta. Đó là cái điều mà tôi muốn báo với các bạn biết. Rồi, và những giải pháp tiếp theo đó là hạn chế ra đường và ở trong nhà, tránh tình trạng tụ tập mà đông người. Nếu như phải ra đường thì bạn phải làm gì? Phải người cách người là 2 mét, và chỉ đi có nhu cầu về nhu yếu phẩm thôi. Và mua thuốc men và nhu cầu về thực phẩm thôi các bạn. Còn những dịch vụ khác nên cắt đứt để chúng ta dự trữ dòng tiền mặt. Còn nếu là doanh nghiệp, bạn là chủ doanh nghiệp thì hãy mạnh dạn cắt bỏ những cái gì đó mà nó tốn cái dòng tiền của bạn để bạn có thể có dòng tiền để duy trì. Nếu như doanh nghiệp các bạn có thể ngủ đông được thì lời khuyên của tôi là cũng nên ngủ đông. Ngủ đông có nghĩa là tạm dừng hoạt động để tránh phát sinh chi phí. Còn nếu như không tạm dừng được thì hãy hoạt động cầm chừng ở là gì? Là chúng ta sẽ cắt giảm những bộ phận có thể cắt giảm. Những bộ phận gián tiếp tạo ra doanh thu thì bây giờ không có bán hàng thì bây giờ doanh thu là bộ phận đó có thể cắt giảm. Những bộ phận lãnh đạo thì giảm lương 1/2 hoặc là 2/3. Còn bộ phận mà liên quan đến không tạo doanh thu hoặc gián tiếp thì có thể cắt bỏ mạnh dạn.
Thì đó là cái lời khuyên của tôi cho chủ doanh nghiệp cũng như là những người mà đang đi làm, những cái người đang đi làm hoặc đang thất nghiệp đó và theo dõi kênh của tôi. Thì đây là một vài cái kiến nghị của tôi thôi, một cái góc nhìn. Còn đây ok, và tôi sẽ hẹn các bạn trong những cái clip tiếp theo để tôi chia sẻ những cái thông tin nóng bỏng về gì ạ? Về tình trạng xã hội, những cái quyết định quyết sách của chính phủ ảnh hưởng đến túi tiền của các bạn như thế nào nhé. Rồi, xin chào.